con chúc mừng cha mẹ tuổi đời thượng thọ sánh Nam Sơn. Xuân này không gì mừng vui hơn, con xin viết một bài thơ y chúc mừng. Đầu xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tựa kim cương. Gia đình đầy ắp y yêu thương, cháu con như một vườn hồng y ngát hương. Suốt đời con ghi nhớ công ơn, như Thái Sơn như mạch nước trong nguồn. Cuộc đời mẹ cha là gương sáng, cho đàn con cháu y nói theo. Rượu thơm nâng ly con kính rượu thơm nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão y với sơn. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời sự hiện diện của toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía các bàn kiểm tra hình nước để cùng ổn định tổ chức và cùng đến với lễ mừng thượng tượng họ của cụ ông Hoàng Viết Thi tuổi 90. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng đã chào đón lễ mừng thượng tượng họ của cụ ông Hoàng Viết Thi tuổi 90 chính thức được bắt đầu. Vâng ạ, và sau đây con xin được trân trọng kính mời ông ạ sẽ cùng di chuyển về với vị trí trang trọng ngày hôm nay, vị trí trung tâm sân khấu. Và quý vị hãy dành cho cụ ông Hoàng Viết Thi một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa cụ, cho phép những người thực hiện chương trình ngày hôm nay đến từ công ty tổ chức sự kiện Tiến Mạnh xin được đỡ lời chào ban tổ chức hân hoan nồng nhiệt chào đón tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các con, các cháu, các chắc bên nội bên ngoài của cụ ông Hoàng Viết Thi đã trở về với sự kiện lễ mừng thượng thượng họ của cụ ông Hoàng Viết Thi tuổi 90 ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép con xin được gửi tới cụ lời chúc đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cụ đón chào tuổi 90 phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, bách niên dài lão. Xin được chúc cho toàn thể quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các con, các cháu, các chắc bên nội, bên ngoại của cụ đón chào một mùa xuân mới, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, nước chảy một dòng và thuyền xuôi một bến. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các con, các cháu, các chắc bên nội, bên ngoài của cụ, mỗi độ xuân về chúng ta lại thường tổ chức lễ mừng thọ để tưởng nhớ tới công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ của những bậc làm cha, làm mẹ. Kính lão đắc thọ, kính già, già để, tuổi cho. Đó chính là một truyền thống lâu đời của người Việt Nam và đặc biệt là của quê hương Bắc Giang. Và đến với lễ mừng thượng thượng thọ ngày hôm nay của cụ ông Hoàng Viết Thi tuổi 90, cho phép những người thực hiện chương trình sẽ được cảm ơn tới gia đình, các con, các cháu đã cho phép bạn, anh em, nghệ sĩ được trở về đây đồng hành cùng với một sự kiện rất là tuyệt vời. Và trước khi đến với chương trình của chúng ta, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những lời ca tiếng hát để dâng lên cụ những lời chúc mừng tuyệt vời nhất, để gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành từ phía ban tổ chức và gia đình. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, ca khúc Biển Trời Tình Cha, và chào đón với một nam ca sĩ rất là nổi tiếng, được đại gia đình của chúng ta rất là mến mộ, đó chính là nam ca sĩ Duy Phường. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị.
Lời đầu tiên cho phép con gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe đến cổ ông cùng toàn thể các ông các bà và quý và những quý vị khách quý ở khắp mọi miền đã trở về dự một đại lễ của gia đình. Không biết nói gì hơn, con xin chúc ông cùng toàn thể quý vị một năm mới luôn an khang, mạnh khỏe, vạn sự bình an ạ. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, con xin gửi tới toàn thể quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toàn, bài hát được mang tên Biển Trời Tình Cha. Cha tôi là như cánh cò, không ví sầu như mẹ đã từng ru cò. Những thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơn, trong nhà giàu có cánh cò hấp hồi, trong cô tính hằng trên bà tu tinh. Nhưng con chỉ biết lòng khi ở cạnh bên cha. Con không hề quên tí niềm bên ánh đèn, cha đẹp con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đậm ướt luôn. Chiếc bóng bên đời quạnh hiu, công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biển trời tình cha. Những thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ ô có cánh cò bóng hồn, trong cô tịch hằng đêm bà thu tinh. Nhưng con chỉ biết lòng nhớ cạnh bên cha. Tám năm qua con không hề được kỷ niệm bên ánh đèn, cha đèn con học. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã
bên đời hoành thiếu. Con cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biến trời tìm cha. Con cha như núi cao vời, làm sao báo đáp. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn với giọng ca của nam ca sĩ Duy Phương với một ca khúc rất là ý nghĩa viết về cha. Vâng ạ, công cha cao lớn hơn trời, làm sao con có thể báo đáp được biển trời tình cha. Xin được trân trọng cảm ơn cha, xin được cảm ơn mẹ đã yêu thương và đã luôn dạy dỗ, chỉ bảo chúng con khôn lớn trưởng thành. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90 ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong những ngày đầu xuân năm mới của mùa xuân Giáp Thìn, cho phép những người thực hiện chương trình sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân, và lời chúc đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng gửi tới toàn thể quý vị khách quý với phần thể hiện của MC ca sĩ Ngọc Mai. Hãy subscribe.
trân trọng cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và trở về với quê hương Bắc Giang, nơi có những làn điệu quan họ một mà đậm thắm và say đắm lòng người, với một sự kết hợp rất là tuyệt vời của nam ca sĩ Duy Phường cùng với nữ ca sĩ Ngọc Mai với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miên. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hát Gửi Về Quan Họ. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe.
thương của quý vị đã dành cho Duy Thanh Phường và Ngọc Mai với câu hát gửi về quê họ. Và sau đây xin được trân trọng kính mời nữ ca sĩ Hồng Liên sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay với một sáng tác dành tặng tới cụ, dành tặng tới diện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý với một sáng tác đã được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức giọng ca của Hồng Liên và ban nhạc Trần Luận. Hôm nay trong cuộc lễ mừng thọ cụ, tôi xin muốn mọi người nhớ công ơn mẹ. Mỗi
Thịnh vượng cùng với diện diện của quý vị, đó là niềm vui của gia đình, niềm vui của ban tổ chức,
Và ngày hôm nay các con, các cháu, các chắt bên nội, bên ngoại của cụ cũng đã cùng tề tịu về đây để cùng chúc mừng cho cụ tuổi 90 bách niên dai lão. Và sau đây ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình, đó chính là anh Hoàng Văn Tô, là con trai út của cụ, cùng với con dâu là con Hà Thị Phương, con dâu út, sẽ đại diện cho các con, các cháu, các chắt bên nội bên ngoại trở về sân khấu có đôi lời phát biểu chúc thọ tới bố, cũng như gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị cùng đồng một tràng pháo tay thật lớn ạ, để chào đón con trai và con dâu út ạ. Trước khi con xin có đôi lời thì con xin các cụ, các ông, các bà trong khán phòng này đại lễ mừng thọ của bố con hôm nay một tràng pháo tay. Ngày hôm nay là ngày của bố, bố ơi! Nhân dịp đầu xuân, anh em chúng con rất vinh hạnh được đại diện cho bố cũng như toàn thể anh chị em, dâu giả, con trai, con gái. Lời đầu tiên con không biết nói gì, con xin nhân dịp đầu xuân con xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác trong khán phòng này đại lễ hôm nay đầu xuân mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài sai lộc, con xin. Để tiếp theo chương trình báo cáo với các cụ, hôm nay là ngày đại lễ mừng thọ cho bố con là Hoàng Viết Hy, năm nay tuổi 90. Con không biết nói gì hơn hết, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các ban ngành, đoàn thể, nhất là các ông Hà Văn Tùng cùng bà trưởng chi hội, các cụ đại diện của xã và bà phó là bà Hà Thị Hoa, là bà phó hội của xã, cùng bác trưởng thôn là bác Lập, là trưởng thôn Tôn Chi Lễ, cùng ông Hà Ngọc Hưởng là trưởng hội các cụ ở thôn. Con không biết nói gì, cảm ơn sự hiện diện của các ông, các bà không quản ngại đường xá xa xôi đã bớt chút thời gian vàng ngọc và tại nơi đây để dự cái lễ đại mừng thọ cho bố con ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, con không biết nói gì hơn hết, con thay mặt gia đình cho các anh chị em xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, và xin có đôi lời để gọi là cảm ơn tới sự hiện diện, và được thay mặt gia đình được xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các anh chị em nội ngoại, cô dì chú bác ăn trầu uống nước để cùng chung vui với gia đình ngày hôm nay. Để tiếp và xin chân thành cảm ơn công ty Duy Mạnh. Xin chân thành cảm ơn anh Duy Phường cùng MC không quản ngại đường xá xa xôi đã về đây dự cùng chung gia đình. Để cuối cùng con không biết nói gì hơn, sau sự phát biểu với con, có gia đình con cháu đã tổ chức bữa tiệc, là con xin kính mời các cụ, các ông, các bà xong cuộc vui chung cùng gia đình là dùng bữa cơm thân mật đầu xuân và chén rượu lòng. Con xin cảm ơn. Con hơi hồi hộp nhưng mà thôi, con cũng cố gắng để bằng cái tấm lòng. Thôi thì mong các cụ, các ông, các bà thông cảm. Và con cũng có đôi hai cháu ở Cộng hòa Séc vì đường xá xa xôi không về dự được với ông nội đại lễ mừng thọ ngày hôm nay. Hai cháu có vài lời thơ là cháu Hồng, cháu Huỳnh, cháu Tú
gửi cái tấm lòng vào những câu thơ để xin chúc ông một bài thơ như sau. Em cảm run, cảm động quá. Thơ cháu Hồng tặng ông Lội. Ông Lội yêu dấu của con, năm nay tuổi đã vừa tròn 90, tuổi già nhưng vẫn vui tươi, sống vui sống khỏe tấm gương sáng ngời, thủy chung son sắc một đời, chăm lo chăm sóc cả đời cho đi, bao năm vất vả thăng trầm bấy nhiêu năm ấy lặng thầm vượt qua, kính không lời than vãn kêu ca, không ai hờn trách điều ra tiếng vào, chúc ông sức khỏe dồi dào, chúc ông luôn sống một đời phước an, lòng con lỗi nhớ chứa chan, tình thương ông vẫn muôn đời trong tim. Con hơi hồi hộp, mong các cụ, các ông, các bà thứ lỗi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu ngày hôm nay của con trai út của cụ, đó là anh Hoàng Văn Tô, cùng với sự hiện diện của con dâu út, đó chính là chị Hà Thị Phương, cùng với những lời thơ của các cháu hiện tại đang công tác tại Cộng Hòa Séc, cũng như là vì điều kiện công tác và đường xá xa xôi không thể trở về với quê hương để dự lễ mừng thượng thọ của cụ. Xin được chúc cho ông, cho cụ bách niên dày lão, và xin được cảm ơn những vần thơ rất là tuyệt vời của các cháu của cụ. Chúc cho các bạn ở phương xa sẽ luôn luôn thành công, luôn luôn hướng tới về quê nhà chúng ta. Và xin mời anh Tô cùng với chị Phương sẽ dành tới bố một cái ôm thật là yêu thương. Cảm ơn bố rất nhiều. Cảm ơn bố, đã luôn luôn yêu thương, chở che, bảo ban chúng con. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị ạ. Và xin được cảm ơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì với những lời phát biểu của con trai út, anh Tô có thể nói rằng là rất là hồi hộp, vì là ngày hôm nay một sự kiện rất là tuyệt vời của cha cùng với sự hiện diện của toàn thể quý vị, đó là niềm vui của gia đình và ban tổ chức. Và ngày hôm nay con dâu út, đó là con dâu Hà Thị Phương, cũng có món quà tinh thần để dành tặng tới cha, trong lễ mừng thượng thọ và cùng song ca với nam ca sĩ Duy Phương. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo và mong muốn con được lớn khôn. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Cha với phần thể hiện của con dâu út Hà Thị Phương cùng với nam ca sĩ Duy Phương. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Dạ, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa cùng toàn thể cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên. Lần đầu tiên cho phép con gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Sau đây con xin tặng bố thân yêu của con bài hát Tình Cha. Xin quý vị và khán giả lắng nghe ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Và ha cha nằm mồ con rơi đông những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và ngày hôm nay không chỉ có các con, các cháu, các chất bên nội bên ngoại trở về đây
chúc mừng cho lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90, còn có các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương và đặc biệt đó là địa phương sở tại, đó là xã Mỹ Thái. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện trở về sân khấu của ông Hà Văn Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi huyện Lạng Giang, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Mỹ Thái, sẽ có đôi lời phát biểu trong lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Kính thưa cụ Hoàng Viết Hy, kính thưa các ông, các bà, là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt, họ nội, họ ngoại, toàn thể gia đình. Kính thưa quý vị đại biểu, hòa chung không khí đón xuân Giáp Thìn 2024 của toàn đảng, toàn dân, hôm nay chúng tôi rất vinh dự có mặt tại đây để tham dự mừng thọ cụ Hoàng Viết Hy. Chi hội người cao tuổi thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đón mùa xuân lần thứ 90 thật ý nghĩa. Trong không khí vui xuân đầy ấm áp này, thay mặt cho ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Mỹ Thái, kính chúc cụ Hoàng Viết Hy, toàn thể gia đình, các đại biểu khách quý đón năm mới nhiều thắng lợi mới, an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thường căn dặn, người cao tuổi là tài sản vô giá của dân tộc, của nhà nước. Tuổi cao ý chí càng cao, chống Mỹ cứu nước, già Lào kém ai. Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng các công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc điều kiện tốt nhất, được tôn vinh, phát huy tài sản vô giá, uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương, đất nước. Cũng mong muốn của người cao tuổi tiếp tục được phát huy việc giáo dục lễ nghĩa, gia phong cho con cháu tại gia đình, bởi văn hóa gia đình chính là gốc rễ văn hóa của quốc gia. Kính thưa quý vị đại biểu, người xưa cũng dạy rằng trong nhà có người cao tuổi chính là đại hồng phúc, hoặc có người già trong nhà tức là có một kho cao quý. Sự kính trọng tri ân người cao tuổi, kính già già để tuổi cho, đã trở thành truyền thống ngàn đời của dân tộc ta. Việc con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt, họ lôi, họ ngoại chúc mừng thọ thượng thượng thọ cụ Hoàng Viết Hy hôm nay, năm Giáp Thìn 2024, cũng thể hiện chữ hiếu, thể hiện uống nước nhớ nguồn của ông cha. Hôm nay trong không khí vui xuân và vinh linh thiêng của đất trời, cũng như sự có mặt đầy đủ của các cháu, họ nội, họ ngoại, gia đình, bạn bè, quan khách, thay mặt cho ban chấp hành đoàn đại biểu Hội người cao tuổi xã Mỹ Thái, chúng tôi có mặt tại tư gia cụ Hoàng Viết Hy, xin chúc cụ thêm xuân, thêm tuổi, thêm hoài bão, thêm sức, thêm vui giữa cuộc đời. Tuổi cao nhưng chí vút trời, sống vui, sống khỏe cho đời thêm xuân. Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm từng trải qua chiều dài hai thế kỷ, cũng như tinh thần cách mạng, của cụ vẫn nằm mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo và tự hào. Cụ mãi là người bạn lớn, người bạn cố vấn tích cực cho công tác hội cũng như công việc của ban mặt trận công tác khu dân cư thôn. Trong ngày vui này, chúng tôi thay mặt cho Hội người cao tuổi xã Mỹ Thái chính thức trao bằng chúc mừng thọ và quà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng cho cụ Hoàng Viết Hy. Mừng cụ mừng xuân nay tuổi 90, quý hơn bạc lén với vàng 10. Mừng xuân, mừng cụ, mừng năm mới,
chúc cụ ngoài trăm xuân. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu với những vần thơ rất là ý nghĩa ngày hôm nay của ông Hà Văn Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi huyện Lạng Giang, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Mỹ Thái đã cùng chúc mừng trong lễ mừng thừa thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Đi tuổi 90 và trao bằng chứng nhận mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Chúc cho cụ Hoàng Viết Đi bách niên dài lão, một trong vài thật lớn hơn nữa của quý vị. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn xiền diện của ông Hà Văn Tùng rất nhiều. Chúc ông và gia đình đón chào một xuân mới an khang và thịnh vượng. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay với sự hiện diện đầy đủ của toàn thể quý vị đại biểu khách quý với đến từ Hội người cao tuổi của xã Mỹ Thái cùng với Ban chấp hành, Ban lãnh đạo của thôn Tri Lễ. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Hà Thị Lập, Phó Bí thư trưởng thôn Tri Lễ sẽ lên có đôi lời phát biểu chúc mừng trong lễ mừng thượng hương thọ của cụ ông Hoàng Viết Đi. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Kính thưa cụ Hoàng Viết Đi, kính thưa các cụ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia đình, trong không khí vui mừng phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, mừng sự thành công đổi mới của quê hương, mừng sự đoàn viên sum họp quây quần bên con cháu của mọi người, mọi nhà, mọi sự sum họp đoàn kết tươi vui. Về dự lễ chúc mừng thượng thượng thọ cụ Hoàng Viết Đi tuổi 90 hôm nay, lãnh đạo thôn Tri Lễ xin phép các cụ cho phép con được xưng hô là bậc con cháu trong nhà. Kính thưa các cụ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa gia đình, con thật cảm động khi tới gia đình thấy được một không khí ấm áp, thấy được sự quan tâm, những tấm lòng tôn hiếu của đại gia đình. Các con cháu chắc đã long trọng tổ chức lễ chúc mừng thượng thượng thọ cho cụ Hoàng Viết Đi tròn tuổi 90. 90 mùa xuân đã qua là cả một chặng đường dài và rất dài. Cụ đã gian truân vất vả, xung vầy cùng gia đình, các con, các cháu, chắc khắc phục mọi khó khăn vất vả trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xã hội, nuôi dạy các con, cháu, chắc khôn lớn và thành đạt. Cụ vừa làm cha, vừa làm mẹ, một tình cảm bao la, nhân hậu, một trách nhiệm lớn lao, cao cả, mẫu mực trong gia đình, xã hội, một tấm gương cao đáng, một tấm gương cao sáng, đáng kính trọng. Về dự lễ chúc mừng thượng thượng thọ cụ tuổi 90 hôm nay, lãnh đạo thôn Tri Lễ bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng gửi tới cụ, gia đình, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, xuân mới, sức khỏe mới, thành công mới, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, con cháu chúc cụ sống trên trăm tuổi, chúc cụ trường thọ bên con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc, là động lực giúp con cháu phát triển kinh tế gia đình, xã hội, luôn là tấm gương sáng như cây đại thụ bao la, giúp con cháu hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước nhân dân giao phó. Con xin trân trọng cảm ơn. Và về dự lễ chúc mừng thượng thượng thọ hôm nay, con cũng xin tặng cụ mấy vần thơ. Mấy chục xuân đã đi qua, cành lộc đâm hoa nở khắp nhà, gia tộc sum vầy công đức mẹ, cháu con hạnh phúc nhớ ơn cha, cầu mong cha sống hơn trăm tuổi, sông núi cháu con cảnh tái hòa, đầu xuân mới chúc cha sức khỏe, mấy chục năm qua lòng nhân hậu, phúc lộc cha san sẻ cháu con, dâu hiền rể thảo cha quý mến, nghĩa quả ơn sâu quả chịu cành, như cây đại thụ bao la khắp, chở che mưa nắng cháu con sớm ngày, cha cho những bát cơm no, mẹ cho câu hát điệu hò lời ru, công cha nghĩa mẹ cao dày, xin thầy dưỡng dục từ ngày ấu thơ, chúng con có được công thành trọn đời, xin nguyện trọng thờ song thân, bao ngày cha mẹ gian truân nuôi con khôn lớn thành công vẹn toàn, cha như ngọn núi thành
Thái Sơn, mẹ như dòng nước biển đông xuôi về, công cha nghĩa mẹ tình sâu, cháu con ghi nhớ đời đời khắc sâu. Và về dự lễ chúc mừng thượng thực thọ của cụ Hoàng Viết Hy thì tình cảm con cháu chúng con có chút quà chúc mừng cụ. Một lần nữa con cũng dầu đầu sang xuân mới, con xin kính chúc cụ xuân mới sức khỏe mới, thành công mới và gia đình an khang thịnh vượng. Cụ mãi mãi luôn là tấm gương sáng, giờ là điểm tựa vững chắc giúp cho con cháu phát triển kinh tế, gia đình, xã hội, giúp cho chúng con hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Con xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bà Hà Thị Lập, Phó Bí thư trưởng thôn Tri Lễ đã lên chúc mừng trong lễ mừng thượng thọ ngày hôm nay của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90. Kính thưa toàn thể quý vị, các ban ngành đoàn thể tại thôn Tri Lễ, thôn Sở Tài cùng với các ban ngành đoàn thể của xã Mỹ Thái luôn luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người cao tuổi. Đó là một kho tàng quý báu trong mỗi gia đình. Và ngày hôm nay, đại diện của Hội Người Cao Tuổi thôn Tri Lễ, ông Hà Ngọc Hưởng, chi hội trưởng người cao tuổi cũng sẽ có đôi lời phát biểu trân trọng kính mời ông ạ. Một tràng pháo tay lớn của quý vị. Được về dự buổi đại lễ mừng thọ cho cụ Hoàng Viết Hy, tôi rất vinh dự được thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Tri Lễ về đây thay mặt cho 209 hội viên của chi hội về đây đại diện là người cao tuổi của chi hội dự lễ mừng thọ cho cụ. Lời trước tiên cho phép tôi xin được kính chúc các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể anh em con cháu có mặt đông đủ buổi chúc mừng thọ cho cụ ngày hôm nay. Năm mới Gia Thìn có sức khỏe mới, làm ăn thịnh vượng, gia đình bình an và hạnh phúc. Kính thưa buổi lễ nhân ngày trọng đại này, cho phép tôi xin được sơ lược thông báo qua về chi hội người cao tuổi thôn Tri Lễ. Hiện nay chi hội người cao tuổi thôn Tri Lễ có 209 hội viên, trong đó có 61 hội viên từ 75 tuổi trở lên, rất vinh hạnh. Trong đó có 41 cụ từ 80 tuổi trở lên. Đây là niềm vinh hạnh cho quê nhà mà là bậc tiền bối tuổi cao gương sáng để cho con cháu noi theo học tập và mãi mãi về sau. Xin cảm ơn. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi để kết cho lời kết hôm nay, tôi xin có vài lời thơ vọc bạch tặng cụ và hội buổi lễ hôm nay như sau. Năm nay mừng thọ 90, cụ ơi cụ đã già rồi đó ư, cháu con ai cũng mong chờ, chúc cụ trường thọ thêm nhiều sắc xuân. Một đời lặn lội phong trần, cụ luôn cắn giữ cho mình chữ tâm. Mặc cho đời có xoay vần, cụ là chỗ dựa tinh thần cháu con. Một đời xuống bể lên non, một đời cụ giữ tâm hồn vàng son. Tấm gương cụ mãi luôn còn, soi cho tâm sáng bền gan đời đời. Cụ ơi xuân mới sang rồi, Giáp Thìn 90 rạng ngời tươi vui. Kính yêu khó cất lên lời, mong cụ khỏe mãi cháu con an lòng. Xin được cảm ơn. Được về dự buổi lễ hôm nay cũng thay mặt cho hội và đồng thời cũng là xin phép được là một con cháu trong gia đình là xin được tặng cụ một chút tình cảm để chúc cụ thượng thọ 100 năm 25 tuổi.
Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, con xin được trân trọng cảm ơn những lời thơ rất là tuyệt vời ngày hôm nay và lời phát biểu cảm tưởng của ông Hà Ngọc Hường, chi hội trưởng người cao tuổi thôn Chi Lễ, cũng như những cái lời thơ rất là tuyệt vời của ông đã dành tặng tới lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy. Chúc cho hội người cao tuổi của thôn Chi Lễ nói riêng và hội người cao tuổi của xã Mỹ Thái nói chung sẽ luôn luôn đoàn kết, phát triển, quan tâm đến đời sống tinh thần của những người cao tuổi. Chúc cho đại gia đình chúng ta đón chào một mùa xuân mới an khang và thịnh vượng. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong sự kiện lễ mừng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90 ngày hôm nay, không chỉ có các con, các cháu, các chất bên đội, không chỉ có các ban ngành, đoàn thể luôn luôn đồng hành cùng với các gia đình, và ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các bên thông gia, vâng ạ, với cụ cũng như là cùng với các con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ. Và ngày hôm nay ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của ông Hà Văn Thử là thông gia với cụ sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Trân trọng kính mời ông. Và một tràng pháo tay lớn của quý vị ạ. Chúc mừng ông tuổi 90, tinh thần sức khỏe ông vẫn tuyệt vời. Kính thưa các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác, các con trai, con gái, con rể của thân yêu của cụ, chúc năm mới một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Về đây dự buổi mừng thượng thượng thọ của cụ trong gia với tôi bàn với cụ bảo có gì nhà tôi ông phấn đấu 10 năm nữa thì tôi để về đây được chúc mừng cụ là đại thượng thọ. Hôm nay tuổi 90 thì chúc cụ là thượng thượng thọ. Tôi có một vài câu thơ xin ghi chúc cụ niên dai não, xin tới đây tôi đọc. Hôm nay con cháu trong nhà tổ chức thượng thọ thấy mà mừng vui. 90 xuân sắc qua rồi, niềm vui hạnh phúc bồi hồi xuyên sang. Đường đời vất vả gian lao, vượt bao gành thác tự hào đi lên. Người thân bằng hữu kề bên, lời hay ý đẹp dâng lên tặng người. Như vườn xuân mãi xanh tươi, chúc mừng thượng thọ 90 mặn mà. Em nói với ông thế này này, hai bên người ta là chung con, chung cháu, chung nhà, hai bên cảm thấy thật là xinh tươi. Trong nhà đầy ắp tiếng cười, chúc mừng thượng thọ 90 xuân về. Tinh tình người ấm áp chân quê, thơm hương lúa mới tràn trề yêu thương. Chúc ông vui khỏe thọ trường, cuộc đời thoải mái vinh sướng yên bình. Niềm vui hạnh đây tới đây này, tôi có ngày tới đến đây này, niềm vui hạnh phúc đắp đầy, con cháu thành đạt dựng xây nên đời. Đầu xuân tôi cũng chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, cuộc đời vinh hoa. Trước khi trình bày một lần nữa xin kính chúc cụ và các quý vị đại biểu, các ông các bà, cô dì chú bác, các anh các chị thân thương của gia đình bước năm mới khỏe dồi dào, các hạnh phúc, và chúc cho cái buổi chúc mừng thượng thượng thọ của cụ và Viết Hy được thành công rực rỡ. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời và xin được cảm ơn những tình cảm thông gia ngày hôm nay cũng như là những lời thơ của ông Hà Văn Thử đã thông gia với cụ cùng với con gái và con dâu cũng đã cùng trở sân khấu dành tặng tới hai người bố vĩ đại, hai người bố đáng kính, hai bông hoa rất là tuyệt vời, hai bông hoa trạng nguyên đúng không ạ? Những một bông hoa rất là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của một con người, đó là sự thành công, sự dạy dỗ khôn lớn trưởng thành của những bậc làm cha và làm mẹ.
và xin được cảm ơn sự đồng hành của đại gia đình chúng ta và đặc biệt là gia đình thông gia của các con cùng với các con các cháu của cụ ngày hôm nay đã cùng nuôi dạy, dạy dỗ các con các cháu khôn lớn trưởng thành để gia đạo của chúng ta luôn luôn được phát triển hương thịnh và đặc biệt hơn nữa con cháu đoàn kết. Và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tình thông gia tuyệt vời ngày hôm nay giữa gia đình ông Hà Văn Thử và ông Hoàng Viết Hy. Xin chào, cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, cùng lấy về, vâng, lấy vợ về một gia đình, đúng không ạ? Người lấy chị, người lấy em. Và ngày hôm nay chứng kiến trong lễ mừng thượng ngọ của anh mình, vâng ạ, anh em đồng hao, đó chính là ông Nguyễn Trung Kiên, cũng sẽ có đôi lời phát biểu cảm tưởng để cùng chúc mừng cho người anh em đồng hao trong những năm tháng đồng hành được làm rể trong một gia đình để cùng thấy sự khôn lớn trưởng thành của các con các cháu. Và sau đây trân trọng kính mời sự hiện diện của ông Nguyễn Trung Kiên là anh em đồng hao với cụ sẽ cùng trở về sân khấu. Trân trọng kính mời ông ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Hôm nay là rất vui và phấn khởi lễ mừng thọ thì ban tổ chức đã có dẫn chương trình rồi, thế để xã thôn rồi đại diện cho bất đại gia các con rồi hàng thông gia nói rồi, thế thì tôi cũng đồng hào với cụ đây. Cụ này năm nay 90, tôi 84, cán cụ 6 tuổi. Thế là trước khi phát biểu, xin một tràng vỗ tay ạ. Với không khí hôm nay, với không khí tưng bừng và phấn khởi, con cháu gần xa cũng về đây để làm lễ mừng thọ cho cụ vừa tròn 90 tuổi là một niềm vinh dự và tự hào cho gia đình có người cha, người ông, người cụ 90 tuổi đang sống chung bốn thế hệ và có nhà xưa nay hiện tại đang ở đây này. Xin một tràng vỗ tay. Sau đây có mấy câu thơ để chúc mừng. Bao nhiêu vất vả ơi cha, bao nhiêu khó nhọc đã qua đi rồi, công cha tựa biển trời lo toan vất vả cả đời vì con. Đại cha gánh lặng vui buồn, cha đi xuống biển lên non xá gì, dẫu rằng chỉ đôi con đi vì con, cha chẳng quản chi nhọc nhằn sống sống trong thiếu thốn khó khăn, cha dạy con phải kiệm cần siêng năng, tránh xa cái thứ lăng nhăng cờ bạc nghiện hút ấy là bỏ đi. Suốt đời con tự nghĩ suy là cha dạy bảo cực kỳ thanh cao, bây giờ cha đã già rồi như cây bóng cả sống trong rừng già. Vui xuân đón Tết năm nay con cháu nội ngoại gần xa trở về chúc cụ 90 tuổi. Đây này, hát
trước khi nhiều hơn rồi, Trung Kiên sẽ thể hiện một bài hát một bài hát. Trăm năm đón chào mùa xuân, bên nhau hạnh phúc quây quần, hương thơm lan tỏa trước sân rộn ràng. Sau đây là một điệu chèo đảo liêu, bắt đầu. Đảo thăm mỹ mạo, xuân ra chúc đời người an. Xuân đến dùng ẩm thực. Và sau đây thì cho phép ban tổ chức xin mời con gái thứ ba của cô sẽ đại diện cho các con gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Trân trọng kính mời con gái thứ ba của cô ạ. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì không chỉ có con trai, con dâu đúng không ạ, mà các con gái cũng sẽ có đôi lời phát biểu gửi tới bố của mình ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời con gái thứ ba cùng với tất cả các con, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu ngày hôm nay các con gái ạ.
Vâng ạ, cùng với những món quà rất là ý nghĩa, những bó hoa tươi thắm ngày hôm nay, trân trọng kính mời chị ạ. Ngày hôm nay bố tôi được 90 tuổi, lại chúng con giải bày tình cảm với cha, mừng cha 90 tuổi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cô dì chú bác đã về tuổi dự buổi lễ chúc mừng thọ cho cha cháu. Lời đầu tiên cháu xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu cùng quý vị khách quý một lời chào, một lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa cha, năm mới đã sang và mùa xuân đã đến. Mùa xuân mang lại nhiều niềm vui cho mọi nhà. Hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2024, năm Giáp Thìn, chúng con gồm tất cả các anh chị em, trai gái, dâu rể hội tụ về nhà cha, nơi chúng con được sinh ra, được cha mẹ chăm sóc yêu thương, lớn lên từ trưởng thành từ tình yêu thương của bố mẹ. Kính thưa cha, người xưa đã dạy rằng tình cha là tựa như sơn thái, nghĩa mẹ tránh cùng nước biển đông, ân tình sâu đậm là đây con xin nghĩ. Làm con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Và giờ đây chúng con đã khôn lớn cả rồi, nhìn lại chặng đường chúng con đã đi, con cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Đó là những việc báo hiếu cho cha. Thánh Hiền có dạy rằng các con báo hiếu cho cha khi cha mẹ còn sống, đó là đạo lý muôn đời. Kính thưa cha, còn hạnh phúc nào hơn khi thấy cha vẫn vui vẻ, mạnh khỏe khi tuổi đã xế chiều. Cha mẹ là người đầu tiên đã nuôi dạy chúng con luôn luôn sống yêu thương đoàn kết, các đoàn kết yêu thương nhau. Các con phải biết trân trọng sức lao động, sống phải có tình có nghĩa. Hôm nay con chúc cha đã tròn 90 tuổi. Con kính chúc cha luôn luôn như ngọc sáng biển đông, như bách tùng viên mãn, phúc khí như đông hải, thọ sánh cùng sơn lan. Cha cho chúng con được nói lời yêu thương, kính chào cha. Trong lòng chúng con luôn luôn muốn cha được sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Cha thương, cha thường nói với con rằng anh em như chân với tay, như da với thịt, như cây với cành. Vậy chúng con luôn luôn ghi nhớ lời cha dạy, luôn luôn đoàn kết yêu thương nhau để cha được sống vui trong tuổi cùng con cháu. Cuối cùng con xin dừng lời chúc tất cả các ông các bà cùng con cháu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Một lần nữa con chúc cha luôn luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu là niềm hạnh phúc nhất của chúng con. Cháu xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương và những tấm lòng hiếu thảo của các con, các cháu dành tặng tới bố, tới ông, tới cụ. Xin được cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Chúc đại gia đình của chúng ta sẽ luôn luôn đoàn kết, luôn luôn thành công. Và xin được chúc ông sẽ bách niên dài đạo, luôn luôn đón nhận được những tình cảm kính trọng của bà con làng xóm, sự yêu thương của các con, các cháu, các chắt của mình. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và xin được cảm ơn những người con rất là tuyệt vời của cụ ông Hoàng Viết Hy. Vâng ạ, quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn ngày hôm nay để cùng chúc mừng và cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, không chỉ có các con, các cháu, các chắt bên nội bên ngoài ạ. Và vừa rồi thì quý vị chúng ta đã được nghe những vần thơ của cháu Hồng cũng như là các cháu nội của vụ cụ đang công tác tại Cộng hòa Séc gửi tới ông của mình. Và ngày hôm nay thì cháu ngoại là cháu Hoàng Văn Quyền cũng có đôi lời phát biểu cũng như những vần thơ để dành tặng tới ông. Và xin mời cháu ngoại của ông là cháu Hoàng Văn Quyền và một tràng pháo tay lớn của quý vị ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác cùng các quý vị đại biểu, khách quý. Hôm nay gia đình chúng con có tổ chức lễ mừng thọ cho ông ngoại của con là cụ Hoàng Viết Hy. Thay mặt các cháu của ông ngoại, ông nội, con xin
có mấy câu thơ chúc mừng cụ ông ngày hôm nay. Con xin kính chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ cùng con cháu. Xin kính chúc ông luôn luôn là chỗ dựa vững chắc tinh thần, động viên cho tất cả các con, các cháu trong gia đình cùng vui vẻ với con cháu làng xóm. Kính chúc ông luôn luôn dồi sức khỏe. Bài thơ mừng thọ ông ngoại. Hôm nay mừng thọ ngoại của chúng con, trong nhà ngoài ngõ thật là đông vui. Mừng ngoại thượng thọ 90, gia đình sum họp vui cười hân hoan. Chúc ngoại xuân này tuổi 90, bình an mạnh khỏe mãi bên đời, dạ vững tinh thần nghĩa chẳng vơi, dồi dào sức khỏe như mong. Chúc ngoại thọ ngoài 100. Nhân ngày lễ mừng thọ hôm nay, chúng con kính chúc ông ngoại xin được kính chúc tất cả các ông, các bà, các quý vị đại biểu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Con xin cảm ơn. Hôm nay tất cả các con, các cháu cũng có một chút mừng thọ cho ông. Con xin được mừng thọ ông sống 100 tuổi. Vâng ạ, xin được cảm ơn lời phát biểu ngày hôm nay và đặc biệt là những vần thơ rất là tuyệt vời của cháu Hoàng Văn Quyền, là cháu ngoại của ông, đã lên chúc mừng trong lễ mừng thường thường thọ. Đó là những tình cảm yêu thương dạt dào của những người cháu ở bên nội bên ngoại dành tặng tới ông và tới cụ. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, với những câu hát mà cô con dâu út đã dành tặng tới bố, tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, và suốt đời vì con gian nan gian khổ ngày đêm chăm lo và mong muốn cho chúng con được lớn khôn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở về đây chúc mừng cho lễ mừng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90, bách niên dài lão, phúc như Đông Hải, thọ tượng Nam Sơn. Và sau đây xin mời các con, các cháu, các chắt bên nội bên ngoại, chúng ta sẽ cùng thầy tiểu trở về trung tâm sân khấu để cùng đến với nghi thức cắt bánh ngày hôm nay và pha trà mời ông, và đặc biệt với một món quà ngày hôm nay. Vâng ạ, những lời ca, tiếng hát sẽ được thể hiện trong ca khúc Ơn Cha với phần thể hiện của nam ca sĩ Duy Phường. Đó là những lời của các con, các cháu, các chắt bên nội, bên ngoại của cụ muốn nói, muốn dành tới cụ trong lễ mừng thượng thọ ngày hôm nay. Cảm ơn cha, cảm ơn ông, vâng ạ, đã một đời sương gió. Cảm ơn bàn tay chai sạp trong năm tháng của tuổi thanh xuân đã yêu thương, dạy dỗ, chở che, bảo ban chúng con khôn lớn trưởng thành. Chúc cho ông chân cứng, đá mềm, phúc như Đông Hải, luôn luôn là cây đa, cây đề, là bóng mát chở che cho chúng con, để cho chúng con dù có đi đâu, về đâu, luôn luôn quay về với mái nhà, nơi đó có cha, có ông và có cụ luôn luôn chào đón. Và sau đây xin mời các con, các cháu, các chắt bên nội bên ngoại của cụ sẽ trở về sân khấu ngày hôm nay ạ. Vâng, và sau đây xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng đến với món quà rất là ý nghĩa ngày hôm nay, ca khúc Ơn Cha, và thay lời muốn nói của các con, các cháu, các chắt dành tặng tới cụ trong lễ mừng thượng thọ tuổi 90. Và xin mời nam ca sĩ Duy Phường cũng sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay và thay lời cảm ơn của các con, các cháu dành tặng tới cụ ạ. Thank you.
nhau. Tóc đã bạc phai,
phần số an toàn. Thầm than số khi quá này, trời sẽ ao chi nỗi đắng cay hay chỉ là. So dành tặng tới cụ. Cảm ơn cha. Vâng ạ, mẹ chúng con đã tha như thế. Và cha là người đã thay cả tình cảm của mẹ, vòng tay của mẹ dạy dỗ chúng con khôn lớn trưởng thành. Cảm ơn cha rất nhiều. Và ngay sau đây con xin mời, vâng ạ, cha cũng như là ông cụ của các con, các cháu, các chắt ngày hôm nay sẽ cùng hưởng thành quả ngọt ngào yêu thương trong tuổi 90 của mình. Và con xin mời cụ Hoàng Viết Hy sẽ cùng với các con, các cháu ạ. Và xin mời con trai út của cụ sẽ cùng thắp lên ngọn nến ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho cụ Hoàng Viết Hy sang tuổi 90, bách niên dài lão, phúc như Đông Hải, thọ tượng Nam Sơn. Vâng, và xin mời quý vị cùng đồng một tràng pháo tay thật lớn ngày hôm nay. Xin được chúc cho cụ bước sang tuổi 90 thật mạnh khỏe, chân cứng, đá mềm, luôn luôn là cây đa, cây đề, là tấm gương sáng cho các con, các cháu noi theo. Chúc cho cha tuổi 90 luôn luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng với chúng con. Và xin mời cụ sẽ cùng các bánh cùng với các con, các cháu, các chất của mình ạ. Vâng ạ, xin được chúc cho cụ bách niên dài lão, chúc cho cụ bước sang tuổi 90 luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an, luôn luôn đồng hành cùng với các con, các cháu. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị. Vâng ạ, và xin mời các con sẽ cùng dâng lên cha, lên ông, lên cụ miếng bánh ngọt ngào nhất ạ. Cảm ơn cha, cảm ơn ông, cảm ơn cụ đã luôn luôn yêu thương chúng con. Về với ông là về với quê hương, về với ông là về với gia đình, về với ông là về với tuổi thơ, và về với ông là về với những gì ngọt ngào nhất. Vâng ạ, miếng bánh ngọt nhất và chén trà mà chúng con quý nhất dành tặng tới cha, tới ông và tới cụ. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị. Rất là xúc động với những tình cảm yêu thương ngày hôm nay ạ. Con xin được chúc cho cụ Hoàng Viết Hy tuổi 90 bách niên dài lão, phúc như Đông Hải, họ tượng Nam Sơn. Thank you.
Vâng ạ, à, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, à, và ngày hôm nay thì gia đình ông bà truyền thư là thông gia cùng với gia đình ông Tô và bà Phương là con trai út và con dâu út của cụ, cùng với sự gắn mạnh yêu thương ngày hôm nay của gia đình ông bà Dũng Văn và cũng như là quê hương Hà Tĩnh là tình thông gia với gia đình ông bà Tô Phương ạ. Và sau đây xin mời gia đình ông Truyền và bà Thư cũng sẽ cùng trở sân khấu với những bức tranh mừng thọ rất là đẹp của dành tặng tới cụ ạ. Vâng ạ, à, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của gia đình ông bà Truyền Thư là thông gia và gia đình ông bà Tô Phương và gia đình ông bà Dũng Văn là tình thông gia. Gia đình ông bà Tô Phương cũng đã cùng gửi những bức tranh mừng thọ rất là tuyệt vời với những lời chúc rất là ý nghĩa ngày hôm nay để dành tặng quý cụ trong lễ mừng thượng thọ tuổi 90. Thank you.
xin được cảm ơn những lì xì may mắn của toàn thể quý vị để cùng chúc cho cụ Hoàng Viết Hy bước sang tuổi 90 dồi dào sức khỏe. Quý vị, chúng ta có thể lần lượt trở về sân khấu ngày hôm nay. Đúng không ạ? Thời gian của chúng ta còn rất là dài. Nên là quý vị, chúng ta cứ từ từ lần lượt trở về sân khấu ạ. Không chen lấn xô đẩy. Và trong ngày hôm nay thì tại gia đình của cụ ông Hoàng Viết Hy cũng long trọng tổ chức tiệc ẩm thực để gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành nhất sau khi tham dự lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Hoàng Viết Hy tuổi 90. Xin mời quý vị sẽ cùng nán lại để cùng chính thức khai tiệc, ra bát, ra đũa chúc mừng cho cụ Hoàng Viết Hy tuổi 90 rồi là sức khỏe, bình an, sống vui, sống khỏe cùng với các con, các cháu ạ. Cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các tình thông gia ngày hôm nay, các ông bà cùng các con, các cháu, các chất bên nội bên ngoại đã dành tình cảm tới cụ Hoàng Viết Hy tuổi 90 trong lễ mừng thượng thượng thọ ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn nhà gia đình rất nhiều.
Kính thưa toàn thể quý vị, cũng như cho phép những người thực hiện chương trình ngày hôm nay xin được đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho ban tổ chức, cũng như các con, các cháu, các chất bên nội bên ngoài của cô. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị, đặc biệt là những lì xì đầu xuân năm mới, gửi tới cô những lời chúc đầu xuân hạnh hoàng thịnh vượng, sống vui, sống khỏe cùng với các con, các cháu, các chất bên nội bên ngoài của mình. Chúc quý vị và gia đình đón chào một năm mới, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an, gia đình luôn luôn hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chương trình
và xin được gửi tới quý vị lời chúc dùng bữa ngon miệng. Hẹn gặp lại quý vị sau một ít phút nữa. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Thank you.